kính chào tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với đêm thi chung kết của chương trình Đường đến danh ca vọng cổ mùa thứ hai. Kính thưa quý vị khán giả, như vậy là chúng ta đang cùng nhau đến với đêm thi quan trọng nhất để biết được kết quả chung cuộc của chương trình Đường đến danh ca vọng cổ mùa thứ hai, một chương trình truyền hình đặc biệt về cải lương vọng cổ. Trong đêm nay, chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc vinh danh thí sinh xuất sắc nhất, ngôi vị cao nhất của chương trình Đường đến danh ca vọng cổ mùa thứ hai. Hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón những nhân vật quan trọng, những nhân vật không thể thiếu của chương trình cũng như không thể thiếu của đêm thi chung kết này. Hãy cùng chào đón các vị giám khảo của chúng ta, giám khảo nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Sẽ tiếp tục chào đón vị giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn. Và vị giám khảo thứ ba của chương trình, hãy chào đón nghệ sĩ Chí Tâm. Xin cảm ơn các vị giám khảo đã có mặt trong đêm nay. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón các vị huấn luyện viên thân thương của chương trình Đường đến danh ca vọng cổ mùa thứ hai. Hãy cùng chào đón huấn luyện viên Thanh Hằng. Và chàng pháo tay này sẽ chào đón huấn luyện viên Kim Tử Long. Và chúng ta sẽ tiếp tục chào đón huấn luyện viên Thoại Mỹ. Và trước khi đến tiết mục trong đêm nay thì Vân rất là mong sẽ được lắng nghe những chia sẻ của ban huấn luyện cũng như là các vị giám khảo. Đầu tiên thì xin được hỏi các vị giám khảo là cảm xúc của các cô chú trong đêm nay như thế nào ? Con xin hỏi má Dầu trước ? Xin kính chào quý vị. Xin kính chào ba huấn luyện viên. Thật sự ra bữa nay là rất là vinh hạnh được ngồi đây với bạn tôi là Thanh Tuấn, với con trai tôi là Chí Tâm. Thành ra tôi rất là vui khi tôi được ngồi đây. Tại vì tôi mê ca vọng cổ lắm, tôi mê đi hát cải lương lắm. Thành ra tôi được mời tới đây là tôi rất là vui, để nghe được các em, các cháu mình nó ca như thế nào và nó hát như thế nào. Nhưng mà tôi rất là tin tưởng là vì trong ba người huấn luyện viên này, người nào cũng hay hết á. Thành ra ngồi đây vui, thích và được nghe các cháu nó ca, nó diễn như thế nào. Thì Ngọc Dào chỉ có những cái lời chúc cho các em, các cháu, cái là nó hát thật hay, thật giỏi. Nếu các em, các cháu muốn đi được, đi tiếp theo một con đường nghệ thuật như thế này thì phải học hỏi đến trọn đời. Xin chúc mừng tất cả các em, các cháu. Cảm ơn những lời chia sẻ của má. Thực sự là ngày hôm nay khi mà má Dầu đến đây thì cũng là vinh hạnh cho chương trình Đường đến danh ca vọng cổ mùa thứ hai, và cũng là niềm vinh hạnh của con cũng như tất cả các thí sinh vì được gặp má như thế này. Và xin hỏi nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn ? Cảm xúc của chú khi mà trở lại với mùa thứ hai này trong đêm chung kết như thế nào ? Kính chào tất cả bà con có mặt ở đây. Hôm nay lần thứ hai Thanh Tuấn được hết sức là hạnh phúc đến với chương trình này, được giám khảo chung với chị Dào và chị Tâm cùng với ba huấn luyện viên là em Long, Mỹ Hằng. Thì nói chung là hạnh phúc và rất vui. Hy vọng và chúc mừng cho chương trình tiếp tục mãi mãi, mỗi năm, mỗi tổ chức chương trình này để tìm những giọng ca hay, giọng ca mới lạ để tiếp nối cho đường đến danh ca vọng cổ, cho cải lương của Việt Nam. Cảm ơn. Xin cảm ơn chú với những lời chia sẻ. Cũng là một cách để chú truyền năng lượng đến các thí sinh. Còn với nghệ sĩ Chí Tâm ? Với vai trò giám khảo trong đêm nay thì cảm xúc của chú như thế nào ? Dạ, trước hết
Con xin kính chào má Giàu cũng như là chào các cô chú và quý anh chị đã đến với trường quay hôm nay trong chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ. Dạ thì khi được nhận được lời mời của ban tổ chức chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ đó thì mình vừa sung sướng hạnh phúc và cũng không có kém vẻ hồi hộp. Là tại vì mình ngồi trên chiếc ghế này thì trước hết là mình cảm thấy là mình là người đi trước tức là trở thành tiền bối rồi. Và cho nên sẽ có những nhận xét về các em, các cháu khi mà đi thi và phần này là phần chung kết. Thành ra biết rằng các em, các cháu cũng đã khổ công, nhọc sức rất là nhiều, đã cố gắng hết sức để được đạt vào tới vòng trong này. Và ba huấn luyện viên cũng đã khổ công để tập luyện cho các em, cũng như đồng hành cùng các em trong những mùa thi. Thì cũng giống như cái ước vọng của má Ngọc Giàu cũng như là chú Thanh Tuấn, thì luôn luôn lúc nào cũng muốn thế hệ mai sau trở thành một ngọn sóng sau nó dồi sóng trước, để cho mình tìm được những nhân tài để cho bộ môn sân khấu cải lương, hay là nói riêng về ca vọng cổ, có những ngôi sao sáng chói trong nền nghệ thuật. Xin cảm ơn giám khảo Chí Tâm với những lời chia sẻ vừa rồi, và xin được cảm ơn tất cả những tình cảm của các vị giám khảo đã dành cho các thí sinh trong đêm nay. Còn bây giờ thì con xin phép cô chú cho con được hỏi chuyện các vị huấn luyện viên. Đêm nay là đêm cuối rồi, mặc dù là chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp nhau trong rất là nhiều những chương trình khác, nhưng mà rõ ràng là khi mà đồng hành cùng một đoạn đường dài mà với một chương trình lại đặc biệt như Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ, thì riêng với cá nhân em có rất là nhiều tình cảm dành cho các anh chị. Thật sự em rất là thương các anh chị. Vâng, thực sự hiểu rằng là các vị huấn luyện viên quá cực, quá vất vả cùng với các thí sinh. Dù em không thi, nhưng mà nghĩ đến chuyện có nhiều đêm mình ở nhà, mình còn ngủ nghỉ để chuẩn bị cho ngày hôm sau đi quay. Còn các anh chị thì vẫn còn ở sân khấu tập dượt cùng với các thí sinh của đội mình, có khi tới mấy giờ sáng ngủ chập chờn rồi chuẩn bị cho ngày hôm sau phải lên hình thật tốt, ngồi ở trên chiếc ghế của mình. Nhưng mà quý vị biết không, các vị huấn luyện viên của chúng ta có nhiều khi không có quan tâm là bên ngoài mình ra sao nữa, cứ lo từng cái nào là góc này có cái đạo cụ đó chưa, rồi đàn như thế nào, đoạn nào vào, rồi cái gì thiếu, rồi múa sai chỗ nào, tất cả mọi thứ đều được các anh chị quán xuyến và lo cho các thí sinh của đội mình. Thật sự là không có khác gì cái thành viên ruột thịt trong gia đình của mình. Đó là điều thật sự riêng cá nhân em và cũng như tất cả những người thực hiện chương trình rất là trân quý. Và vì đây cũng là đêm cuối cho nên em cũng muốn nói ra điều này để bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho các vị huấn luyện viên. Và rất là hạnh phúc khi được làm việc với các anh chị. Và không biết là trong đêm nay thì cảm xúc của các huấn luyện viên như thế nào ạ? Em xin hỏi chị Thanh Hằng trước ạ. Dạ, trước tiên con xin kính chào ba giáo vị tiền bối của ngành sân khấu cải lương. Lời chào trân trọng nhất. Chào hai em. Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu. Kính thưa mẹ Giàu, kính thưa anh Thanh Tuấn, anh Chí Tâm, Mỹ và Long. Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ không phải riêng một cá nhân nào hay hoặc là một nghệ sĩ chuyên nghiệp nào hát sân khấu, mà bao gồm cho tất cả những người khán giả, những người đã đam mê sân khấu cải lương. Mặc dù vọng cổ rất là khó hát, nhưng mà người ta đã đam mê, trong sự đam mê đó đã theo dõi từng nhịp, từng câu vọng cổ để ca, để bước vào con đường danh ca vọng cổ, để tìm hiểu thêm bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương này như thế nào. Cho nên rằng không phải ngoại lệ những người đã từng chuyên nghiệp trên sân khấu, mà có bao gồm những thí sinh chưa từng được đứng trên sân khấu để diễn, chỉ đứng ca salon những câu vọng cổ thôi. Khi các em đã vào, bước vào sân khấu Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ rồi, mới thấy rằng bên trong sân khấu cải lương có những tố chất ca, diễn, rồi phải điêu luyện như thế nào mới trở thành là một danh ca, như thế nào mới trở thành là một người nghệ sĩ chân chính được sự công nhận của khán giả thương yêu. Chính vì vậy chương trình này rất là hữu ích và rất có giá trị nhân văn
cho sân khấu cải lương hiện tại bây giờ. Một lần nữa con xin cảm ơn tất cả những vị giám khảo đã đến đây dành chút thời gian để nhận xét cho ba huấn luyện viên của con đã làm được những gì, cho tất cả các thí sinh của con đã làm được những gì để cống hiến nhiều nữa cho sân khấu. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Thế còn với anh Kim Tử Long thì sao ạ? Cảm xúc của anh trong đêm này so với những đêm khác như thế nào ạ? Dạ, con cũng xin kính chào má Giàu. Em chào anh Tuấn, anh Tâm. Con rất là cảm thấy là rất là hãnh diện và hạnh phúc khi thấy được có ba vị giám khảo ngồi đúng vào chiếc ghế của mình. Vì không phải ai cũng có thể ngồi được chiếc ghế này. Vì vậy cho nên là cái sự hiện diện của má Giàu, anh Tuấn và anh Tâm, đó là một cái điều mà con nghĩ nó rất là tốt và đem lại một cái hiệu quả cho chương trình Đường Đỉnh Danh Ca. Vì vậy cho nên thay mặt chương trình con xin cảm ơn má và anh Tuấn và anh Tâm. Vỗ tay đi mấy em. Và bây giờ thì nếu mà nói đến Đường Đỉnh Danh Ca vọng cổ, Lâm lại được làm hai mùa. Và bây giờ chỉ còn ngày hôm nay nữa, không lẽ rồi bắt đầu tôi lại ca bài phút cuối. Tôi không muốn ca bài đó, vì tôi nghĩ rằng thời gian như chị Hai nói không ít và cũng không dài. Nhưng tôi đang buồn lại không được làm nghề nữa, không được thỏa sức, không được đem ra những cái gì mà mình ấp ủ, mình làm. Vì hiện thời bây giờ sân khấu cải lương bây giờ không có, không có để được làm. Bây giờ mình có được một cái sân khấu gì mình làm thì nó quá sức là hạnh phúc. Và được hàng triệu khán giả xem, và nhất là các khán giả kiều bào xem. Và họ đã gọi điện về, và rất rất là nhiều người từ ở kiều bào về và nói rằng tôi đã xem Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ đã làm được. Và chúng tôi ngồi đây cũng đã rất là hạnh phúc và rất là hãnh diện khi đã làm được. Mặc dù là không biết là hay hay dở, nhưng đã truyền bá được cái bộ môn sân khấu cải lương này cho đông đảo khán giả. Có những người, có những cái bạn trẻ đó, nói hồi xưa tôi ghét cải lương lắm, tôi không thích coi cải lương, mà sao tôi coi cái này sao tôi thích quá. Thì mình thấy rằng đó là mình cũng đã gom góp lại được một số khán giả chưa thích cải lương đã trở về với cải lương và đã xem cải lương. Cái điều đó làm cho tôi rất là hãnh diện. Và hôm nay chúc cho ba thí sinh Bích Ngọc, Nhã Thi, Trần Ngọc Quyền và ai được đội quán quân thì ba chúng tôi cũng đều rất là vui mừng. Cảm ơn những lời chia sẻ rất là thân tình từ huấn luyện viên Kim Tử Long. Nãy giờ thì chúng ta chưa có nghe lời chia sẻ từ huấn luyện viên Thoại Mỹ. Em mời chị ạ. Dạ, con thưa má, thưa anh Tuấn và anh Tâm, con cũng như là chị Hằng và anh Long bữa nay rất là vinh dự được sự hiện diện của má cũng như hai anh đến dự cái buổi đêm chung kết này để mà có những cái ý kiến đóng góp xây dựng cho chúng con và thí sinh. Vì má và hai anh là bậc tiền bối, là cái đa cái đề rất lớn ở trong ngành sân khấu cải lương rồi, không còn gì để mà sánh và để nói được nữa. Thành ra là hôm nay chúng con rất là hạnh phúc có một niềm vinh dự đó. Kính thưa tất cả mọi người đang có hiện diện tại phim trường và đang xem đài, thì Thoại Mỹ và anh Long rất là vinh dự lần thứ hai để làm huấn luyện viên cho chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ. Và đây là một niềm danh dự rất lớn cho nghệ sĩ chúng tôi, vì Mỹ và anh Long được học hỏi và đến với cái nghề của mình là bằng cái niềm đam mê. Và hôm nay chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ này mở ra, dang rộng vòng tay để đón những người mà có niềm đam mê về nghệ thuật cải lương. Và bây giờ các bạn đã đến với chương trình này, hôm nay là mùa thứ hai rồi, thì nhiệm vụ của huấn luyện viên làm cách nào đó để có thể truyền lửa lại cho các em những gì mà huấn luyện viên học hỏi được từ ở thầy cô, ở cô chú và anh chị nghệ sĩ đi trước. Thì bây giờ hôm nay có cơ hội để truyền lửa lại cho các em, để thắp lên cái niềm đam mê của các em.
Mong làm sao giúp được cho các em bước vào nghề thì các em có thêm một cái chút hành trang hoặc là chút thêm một chút kinh nghiệm nào đó để các em học hỏi. Và hôm nay đến với đường đến danh ca vọng cổ này thì các em đã vào tới vòng chung kết này là các em đã may mắn, các em đã tốt lắm rồi. Cái ngôi vị quán quân, nếu các bạn được may mắn thì các bạn được chạm tới. Còn nếu các bạn không được may mắn thì cũng đừng nên buồn. Vì đây là bệ phóng. Cái bệ phóng này sẽ làm cho các em có thêm nhiều bệ phóng khác nữa. Cho nên đừng nản chí mà hãy tiếp tục sống với cái niềm đam mê của mình. Và rất mong rằng chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ sẽ được tất cả quý vị khán giả trên mọi miền đất nước và cả thế giới ủng hộ cho các bạn thí sinh và ủng hộ cho chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ. Cảm ơn huấn luyện viên Thoại Mỹ. Như những gì mà quý vị vừa nghe ban huấn luyện chia sẻ, bên cạnh tài năng, sự nỗ lực thì cũng có một chút may mắn nữa để các thí sinh có cơ hội chạm đến ngôi vị cao nhất. Chắc chắn đã đi thi thì phải mong muốn được giải càng cao càng tốt. Nhưng mà Vân nghĩ rằng là đôi khi giải thưởng có thể không phải là điều quan trọng nhất. Mà điều giá trị nhất đó chính là các bạn thí sinh của chúng ta đã có được những kinh nghiệm quý. Thay vì các bạn phải lăn lộn trên rất là nhiều sân khấu trong nhiều năm để có được những kinh nghiệm đó, thì các bạn đã tích lũy được trong một thời gian rất ngắn bằng cách là bước những bước thật chắc, thật dài cùng với Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ. Chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục dự thi của Trịnh Ngọc Huyền. Thưa quý vị, một cô gái nhỏ xíu à, Trịnh Ngọc Huyền có một vóc dáng mà nếu như mà không nói chắc tưởng đây là một cô bé đâu, mười mấy tuổi à. Rất là nhỏ nhắn, mảnh khảnh và có phần rất là yếu ớt. Thế nhưng cô ấy lại sở hữu một giọng ca đầy nội lực, khỏe, quyết liệt, mạnh mẽ và đôi khi làm cho người ta bất ngờ với cái sự quyết tâm trong giọng hát của chính mình. Từng bước, Trịnh Ngọc Huyền đã chinh phục những thử thách mà chương trình đưa ra. Cô ấy đã nỗ lực như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại những gì mà Trịnh Ngọc Huyền đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Ngọc Huyền, cái giọng ca này quá, kêu không biết nói gì hơn là chị Mỹ phải chụp liền, sợ mất. Em thưa với chị Hai, em thưa với lại chị Mỹ. Trịnh Ngọc Huyền sở hữu đầy đủ những tố chất để trở thành một cô đào chính với giọng hát nội lực, điêu luyện. Một gương mặt ưa nhìn và khả năng làm chủ sân khấu tốt. Với chất giọng đầy nội lực, luyến lấy điêu luyện và tràn đầy cảm xúc, Trịnh Ngọc Huyền đã hoàn toàn thuyết phục cả ba huấn luyện viên ngay từ những phút đầu trình diễn. Để bước vào vòng thi này thì Ngọc Huyền cần phải tập vũ đạo rất là nhiều và thể hiện một cái nhân vật hoàn toàn khác. Từ lúc trước tới giờ Ngọc Huyền chưa có thử bao giờ hết, cho nên đó cũng là một cái thử thách rất là khó khăn. Trải qua một chặng đường dài cùng Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ, với tài năng, bản lĩnh của bản thân cùng với sự tôi luyện rèn giũa của huấn luyện viên Kim Tử Long. Người cứ trêu chọc suốt đêm và chẳng bao giờ nói thêm. Rồi một đêm người nắm tay em rất lâu, làm trái tim chợt xuyên sâu, ngước lên nhìn mắt nhau. Em diễn bằng chân tình, bằng trái tim của em. Em ca cái dây này rất là có hồn. Cái làn hơi nó không còn để cho cái người nghe khó chịu, mà em biết tiết chế lại từng câu khi em bắn cao lên, hay hoặc là những cái mà em bỏ nhỏ. Liệu Ngọc Huyền có tỏa sáng và giành lấy ngôi vị cao nhất của Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa 2 không? Cùng đón xem và ủng hộ cho cô gái tài năng của huấn luyện viên Kim Tử Long nhé!
chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh về sự nỗ lực và cố gắng của Trịnh Ngọc Huyền trong từng tuần thi. Và trong đêm thi chung kết cuối cùng này, Trịnh Ngọc Huyền sẽ hóa thân vào một nhân vật đặc biệt, nữ tướng Triệu Thị Trinh, một nhân vật mạnh mẽ, kiên cường của lịch sử Việt Nam. Một nhân vật có thể nói là có phần khác so với Trịnh Ngọc Huyền. Bởi vì từ trước tới giờ ở chương trình này thì Trịnh Ngọc Huyền hay hóa thân vào những nhân vật có ngoại hình và tính cách cũng như là độ tuổi gần với hình ảnh của mình ngoài đời. Nhưng mà đêm nay khi thể hiện một nhân vật đặc biệt là một nữ tướng, cô ấy sẽ chinh phục như thế nào? Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho Trịnh Ngọc Huyền cùng với huấn luyện viên Kim Tử Long. Ở biển khơi đuổi hết quân Ngô, giành lại giang sơn, chớ không cam tâm làm tỳ thiếp cho người. Một mình một ngựa đang tiến về núi Nưa, bị nghĩa quân bắt giữ, chờ chủ tướng định đoạt. Được, đưa hắn vào đây. Tuân lệnh. Quỳ xuống. Xin chủ tướng hãy xuống lệnh giết tên bội phản. Triệu Hào Trưởng, Triệu Hào Trưởng, khi người dân đang cơ cực lầm than thì ông lại tiếp tay cho giặc giày xéo quê hương mình. Khi bao nghĩa binh nơi này trải mật cứu non sông thì ông lại ngồi yên mà hưởng thụ. Khi cái chết của cha già chưa ráo lệ xót thương thì ông quay lại với di nguyện của cha mà làm tay sai cho giặc. Khi khắp nơi nơi muôn dân oan hờn
sinh lầy da gầy bọc xương. Xuống biển mò trai lên núi tìm trăm dưới làng soi da của lũ cuộn ngóng chẳng chút tình hơn giống quá giống quá tim như quất nghiêng máu trào dần sôi. Hỡi anh em nghĩa binh, dạ kẻ thù đang trước mặt, tình thân nặng trong tim, giữa đôi đường trên này phải biết liệu làm sao. Tha hay giết, phần giống ân bội phản. Trên mười triệu chủ tướng. Triệu chủ tướng, vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không xuống tay giết ta đi. Lòng hờn căm ngục cao, sao nỡ đành giống thề. Hồn thiên của phụ thân chính sống còn phải ngâm hơn. Lời người ngài xa đi, đành quên thâm ân nhân tâm bước theo ngoài ba. Vì đánh chung son vàng gấm qua, đôi đường đã chia xa. Hãy giết ta đi, hỡi Triệu thị trinh nữ tướng, chớ nên bằng lòng. Con chần chờ gì nữa mà không xuống tay đi, cứ giết ta rồi rửa thù báo hận, là một kẻ vong thề đã quên mất cội nguồn và phản bội lại quê hương. Đoạn đường ta đã đi qua, chỉ mình ta hiểu mà thôi. Có lẽ là trọn đời này ta không bày tỏ cùng ai. Lời của một tên phản bội thì làm sao thấu được lòng người. Hỡi hồn thiên của cha già, cô thấu hiểu lòng trinh. Vậy thì còn chần chờ chi nữa,
mà không mà xuống lệnh ban truyền giết chết một kẻ tội đồ. Sao người lại dùng tay? Phải, tôi dùng tay gương vì tôi không phải là già tu, quên bỏ quê hương và quên cả tâm tình. Dù ông theo giặc ngoài xâm, ông đã gây nên tội tại đình. Mỗi người chọn cho mình một chí hướng, đạo nó bất đồng thì còn lớn nghĩa mà chi. Ôi còn đâu người huynh trưởng tài ba mà muội thương yêu bằng cả tình quyết dũng. Anh vì vàng son, tôi vì non nước quyết thống, đã mờ phải đợi rẽ lối đôi đàn. Tôi là em không thể xử tội anh, nhưng đây là do anh có tội với muôn dân trăm họ. Vậy xin thay mặt cho toàn dân định tội, song thác xin trao về quyền quyết định của toàn quân. Giết! Giết! Quan! Xin chớ dội giết quan một con người trung nghĩa. Đã bao năm cuối loạn quận giặc, nào phải đâu là kẻ bội nghĩa dòng tình. Ông trái mật phơi gan trước làng tên Mũi Giao, triệu thiếu chủ đã bao năm năm thầm chịu nhục, là để làm đội ứng cho nghĩa quân. Triệu Đầu Mục, ông vừa nói sao? Chủ tướng còn nhớ chăng chữ nhân mà lão già căn dặn trước phút lâm chung? Mấy lâu nay cậu đưa tin cho nghĩa binh ta, triệu quốc đạt đã âm thầm tiếp sức cho nghĩa binh. Trời ơi, thì ra từ bấy lâu nay người đưa tin chính là Triệu Quốc Đạt. Thưa chủ tướng, đúng vậy, triệu thiếu chủ đã làm tròn lời ký thác của lão già. Quản gia, bấy lâu mạt đắng cay anh mang tiếng hèn, lòng cúi thân hương gấm qua cô phường ngoại bang, nén đau thương căm hận riêng mình. Ba vinh qua quý không thay lòng, nén hận chờ thời cơ báo thù. Lời nói nghe như đang hờn quang, bao trải ngang chứa chan lòng anh ghi khắc lòng. Bao lời cha được lòng anh mà còn miết thì khứ.
muội. Em ngờ rằng anh đã lạc lối sai đường, nào hay đâu anh đã phải chịu nhiều oan ức vì muốn làm tròn lời ký thác của phụ thân. Đại huynh ơi, còn vui sướng nào hơn khi anh vẫn là người anh mà em đã bao ngày kính trọng. Đường phía trước còn gian nan hiểm trở, nhưng huynh muội đồng tâm ta bền chí chung lòng. Hay, hay lắm trinh muội. Đại huynh. Trinh muội. Bao ngày dài đau thương, anh vẫn mong một ngày mai sáng tươi. Ngày anh với em chung lòng, cả đời nhà vẹn toàn ơn nghĩa. Giờ mây mù đã xóa tan, ta sánh vai với thù xâm lăng. Chốn nơi xa nào, cha già thấu cho lòng con. Cơm đai của bạn giặt ban cho, chúng tưởng rằng mua chuộc lòng yêu đuối của triệu quốc đạt này hay sao? Không, chúng đã lầm. Đại huynh, hãnh diện gì làm một tên giống bộ, làm một tên tai sai cho giặt, đứt dao về để giày xéo quê hương. Trinh muội. Đại huynh, anh nguyện cùng với muôn dân vượt qua làng tên mũi dao, cõi ít nô dòng tiêu diệt lũ xâm ma loạn. Đại huynh. Trinh muội. Lời từng lời tâm can chán chứa đại huynh đã hiểu cho trinh thì trước con vợ tuôn máu đau thì không nán lòng chung sức vì ngày mai giết thù. Đại huynh, thề giết giặc cứu non sông, thề giết giặc cứu non sông. Tiếng thét vang vang đến người người đồng tâm sẽ cánh chen diệt vườn ngoài tâm, giữ cho quê mình một màu thắm tươi. Chiến đấu hăng say không màng hiểm nguy vì non nước mình. Anh em chúng ta cùng chung chí hướng, đánh đuổi xâm lăng gìn giữ sang hà. Hồn gia phụ chứng giám, con thề giết giặc cứu non sông. Xin thề. Thân nhân chiến, hàng xa của nghĩa quân
Triệu Thị Tinh. Soi kiếm bạc của đội huấn luyện viên Kim Tử Long và sự thể hiện của Trịnh Ngọc Huyền với nhân vật Triệu Thị Trinh. Chúc mừng Trịnh Ngọc Huyền đã có phần dự thi rất tốt trong đêm nay. Cảm ơn Lê Văn Hậu, người bạn nhiệt tình nhất của Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa thứ 2, luôn luôn sẵn sàng trở lại để hỗ trợ cho tất cả các bạn. Cảm ơn Khánh Tâm, cô bé rất là dễ thương của đội huấn luyện viên Kim Tử Long, và cảm ơn Lê Khanh. Cảm ơn em. Bây giờ thì xin mời các bạn vào trong. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những lời chia sẻ của ban giám khảo dành cho tiết mục ngày hôm nay của Trịnh Ngọc Huyền ạ. Con xin được mời chú Thanh Tuấn ạ. Ba tiết mục, ba giọng ca khác nhau. Vâng. Rất là vui tiết mục cuối cùng của em Huyền. Tuy em có hơi nhỏ người, nhưng giọng em rất khỏe. Đúng là giọng ca nỗ lực. Một giọng ca có thể người nghe thích thú. Em cất giọng ca lên vô bồn gỗ là anh thích rồi. Và để tế hồn cha già nơi chính suối, về kẻ tam sang phản bội nước non nhà. Nhịp nhàng tốt, vững chãi, bản lĩnh, tự tin. Vẫn còn nhiều chỗ để khắc phục nếu em tiếp tục theo nghề và con đường tiến xa hơn. Theo anh thì anh chúc mừng em. Giọng ca của đêm chung kết đẹp, đẹp và đẹp. Chúc mừng em. Những mỹ từ và giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn đã dành cho Trịnh Ngọc Huyền trong đêm nay. Thưa quý vị, để có tiết mục rất là đặc biệt vừa rồi thì huấn luyện viên Kim Tử Long cũng đã rất là vất vả trong việc dàn dựng. Và bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ hai vị giám khảo còn lại. Xin mời Má Ngọc Dâu ạ. Mà thứ nhất má cảm ơn Kim Tử Long. Với con mà huấn luyện viên với con là khỏi chê rồi. Tại vì con giỏi rồi, con làm hay rồi. Cái gì con cũng hay hết á. Cái này là má nói thật. Tại vì đối với má đó là má thương yêu tụi con. Con với Mỹ đồ là má thương yêu lắm. Thương mà có yêu trong đó nữa. Là vì yêu cái nghề. Má thích cái nghề. Má thích cái nghề này. Má mê cái giọng hát cải lương này. Má không có đi hát, má cũng làm chim bao. Má thấy má đi hát, mặc đồ rồi kêu tới tôi Ngọc Dao ơi, chạy lên thì cúp điện. Sự thật là như vậy đó quý vị. Tại vì mình yêu cái nghề này quá. Cái nghề này là má tôn trọng, má kính yêu. Luôn luôn lúc nào tôi đi 60 năm trong cái nghề này. Cho nên tôi mê ca giọng cổ lắm. Bây giờ tôi nằm nhà cái giọng toàn ten, tôi vẫn ca giọng cổ. Ca mấy chục năm về trước tôi vẫn nhớ. Thành ra tôi nói với các bạn,
ca giọng cổ là tôi ngây ngất. Tôi thương yêu. Tại vì ca mà hay như thế này nữa thì tôi thích lắm. Tôi thích mà tôi yêu các bạn dữ lắm. Các bạn nên đi tiếp một cái con đường. Tại vì tụi tôi già rồi, lớn rồi. Nhiều khi có muốn hát thì cũng hát không nổi. Cho nên đó, các bạn phải ráng. Mà như thế này cái giọng của Quyền rất là tốt. Cái giọng hát rất là tốt và giọng hát tuyệt vời. Má chúc mừng con có được giọng hát tốt. Cảm ơn con. Bây giờ thì xin mời nghệ sĩ Chí Tâm sẽ có những lời chia sẻ về tiết mục này của Trịnh Ngọc Huyền ạ. Phần thi của Trịnh Ngọc Huyền hôm nay em làm tròn cái vai diễn cũng như là đã thể hiện tốt về cái phần thi của mình. Về cái ca thì em chững chạc trong cái lối phát âm. Từ những cất lên cao hay là những dấu trầm của em vẫn rõ chữ tròn vành. Cái đó là điều mà anh Chí Tâm có lời khen. Cũng như là phần diễn của em, dĩ nhiên là cái phần sắc dốc thì mình hơi nhỏ con. Tuy nhiên thì cái phần diễn đó thì nó cũng khỏa lấp được bởi cái danh tướng Triệu Thị Trinh. Cái vai đó đã cho em một cái oai dũng ở trong cái vai diễn của mình rồi. Có những cái hay trong kịch bản này thì kết hợp nhạc rất là tốt. Còn phần ca của em thì có nội lực nè. Rồi các diễn viên mà hỗ trợ cũng quá là hoành tráng. Dĩ nhiên khen thì cũng có, nhưng mà cho những cái khuyết điểm cũng có. Thì khuyết điểm này thì chẳng qua là khi mà huấn luyện viên hòa nhập vào với diễn viên để diễn thì không có thấy được như chỗ ngồi của ba chúng tôi đây. Cho nên những cái phần biểu cảm của Trịnh Ngọc Huyền đó, thay vì biểu cảm với đối tượng diễn của mình thì nên biểu cảm nhiều hơn đối với khán giả. Tại khán giả sẽ là đối tượng của mình để truyền đạt những cái cảm tưởng của mình ở trên sân khấu để diễn. Kịch bản Má Hồng Soi Kiếm Bạc hay, các em dàn dựng rất là công phu, nhưng mà rất tiếc chỉ diễn có một lần, không bằng của thời gian của Vàng Son, của Cải Lương. Một kịch bản chúng tôi diễn có khi cả năm trời. Thành ra mỗi lúc càng ngày càng điêu luyện hơn. Thì tuy nhiên nếu mà kịch bản này được đi diễn nhiều nơi nữa thì chú tin chắc rằng Trịnh Ngọc Huyền sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bước đường nghệ thuật của mình để nối tiếp truyền thống cải lương dân tộc của chúng ta. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tâm, cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu và nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn với những lời chia sẻ vừa rồi. Hồi nãy chú Chí Tâm có nói tiếc quá, diễn có một lần nhưng mà biết đâu lại có cơ hội diễn tiếp lần nữa anh Long ha. Nhưng mà Vân nghĩ trước tiên á là cũng có một cái hay của cái thời đại mới, đó là công nghệ phát triển, mà thành ra là khi mà tiết mục này mà lên YouTube rồi á thì cái sức lan tỏa sẽ rất là rộng. Tiết mục này biết đâu là tiết mục triệu view, triệu like thì sao, đúng không ạ? Nếu như mà mọi người đều click vào để xem thì rất nhiều khán giả ở khắp mọi nơi cũng có thể được xem một tác phẩm hay như vậy. Bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ anh Kim Tử Long ạ. Ngay lúc này anh đang suy nghĩ gì? Xin cảm ơn Má Giàu, anh Tuấn và anh Tâm đã có những lời cho Ngọc Huyền, để sau này Ngọc Huyền sẽ lấy đó làm kinh nghiệm và sẽ học hỏi nhiều hơn nữa. Đây là một cái bằng đạp để cho em có thể tiến xa hơn nữa. Anh chỉ chúc cho em càng ngày càng tốt hơn và cố gắng giữ gìn sức khỏe để mình có một cái giọng tốt. Còn hôm nay Kim Tử Long cũng xin cảm ơn sự cổ vũ của tất cả quý vị khán giả, cả khán phòng và Má Giàu, anh Tuấn và anh Tâm. Chúc cho Má Giàu, anh Tuấn và anh Tâm được dồi dào sức khỏe và luôn luôn an lành, hạnh phúc. Hy vọng rằng tất cả những gì nỗ lực của Kim Tử Long cũng như là Thoại Mỹ, Thanh Hằng làm trong chương trình này cũng đều mang một trái tim là muốn cho các em càng ngày càng phát triển và sẽ có người kế thừa cho bộ môn sân khấu cải lương. Đó là các em đang làm một sứ mệnh mà Má Giàu cũng như anh Tâm cũng như anh Tuấn đã bị thời gian làm cho lãng quên.
chúc mừng em. Anh nghĩ rằng là không phải chỉ có giới trung niên và lão niên mới thích cải lương mà thôi. Ở trong khán phòng ngày hôm nay của chúng ta cũng rất là nhiều giới trẻ. Giới trẻ hay vỗ tay cho cải lương một lần nữa coi nào. Thì có giới trẻ vỗ tay như vậy thì mình nghĩ cải lương sẽ còn tồn tại mãi mãi với thời gian. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tâm, cảm ơn nghệ sĩ Nhân Dân Ngọc Dầu và nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn với những lời chia sẻ vừa rồi. Bây giờ thì nguyện vọng của anh Kim Tử Long là muốn biết được điểm số của hai vị giám khảo nào ạ? Dạ, con xin phép má vào trước. Con xin má cho điểm em Ngọc Quyền. Điểm số của giám khảo nghệ sĩ Nhân Dân Ngọc Dầu dành cho Trịnh Ngọc Huyền trong đêm nay 9,5. Cảm ơn bà. Và người thứ hai là anh Chí Tâm. Em phép anh Chí Tâm. Và xin mời số điểm từ giám khảo Chí Tâm ạ. Hai số điểm ngang bằng nhau và điểm số của giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn thì xin được giấu lại đến phút chót. Và xin được chúc mừng huấn luyện viên Kim Tử Long cùng với Trịnh Ngọc Huyền vì tiết mục trong đêm chung kết này ạ. Cảm ơn anh, cảm ơn Huyền. Thưa quý vị khán giả, giây phút quan trọng nhất của đêm thi chung kết cũng đã đến. Và ba thí sinh xuất sắc nhất của chúng ta cũng đã quay trở lại sân khấu. Trời ơi, sao các bạn đẹp quá vậy? Có cảm giác giống như là chúng ta đang ở trong cuộc thi nhan sắc vậy đó quý vị. Trước khi đến với phần công bố kết quả thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ từ các vị giám khảo ạ. Bây giờ má chỉ mong về thôi. Chẳng những ba đứa con mà còn nhiều đứa con khác nữa. Má chỉ mong có được một cái sân khấu tốt đẹp để cho tụi con vươn cao lên. Cái nghề này không có cái gì bằng hết. Cao quý, chân chất thật thà, đem lời ca tiếng hát mình ra để phục vụ cho bà con cô bác. Bây giờ đứa nào cũng đẹp, đứa nào cũng ca hay. Giờ đứng ba đứa như là hoa hậu vậy. Má nói thiệt, dễ thương lắm. Chúc tụi con được vẹn toàn, được ca hay hát giỏi, ra được bà con tiếp đón tụi con. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của má Ngọc Dầu ạ. Và xin mời nghệ sĩ Chí Tâm. Trải qua ba kịch bản và ba phần thi của ba em thì có những lời phát biểu bên lề hôm nay coi đã quá, vân vân. Thì đó là những cái lời chia sẻ của những khán giả mà còn thương yêu bộ môn cải lương của chúng ta. Tuy nhiên hồi nãy thì ông Tinh Vân nói ba cô đang giống như thi hoa hậu vậy đó. Bây giờ xin hỏi cô đầu tiên là cô Bích Ngọc. Sau khi em đạt được chức quán quân của đường đến danh ca vọng cổ thì em có tâm tư nguyện vọng gì để nối tiếp con đường của các cô chú trên con đường nghệ thuật? Dạ, đây là phần thi ứng xử ạ. Dạ, thật ra con xin phép má cũng như chú Tâm, chú Tấn cũng như ba huấn luyện viên. Thật sự con rất là đam mê nghề. Từ xưa giờ con chỉ hát salon thôi, con không có được lên sân khấu. Nhưng mà tâm tư nguyện vọng của con, nếu thật sự tổ giang rộng vòng tay đón con sẽ sống hết mình vì nghề. Đến phần của Trịnh Ngọc Quyền, khi mà con đạt chức quán quân thì con nghĩ gì? Và khi mà con không đạt được chức quán quân thì con sẽ cảm nghĩ như thế nào? Cảm nghĩ của con là khi con không đạt được chức quán quân thì sau cái cuộc thi này con sẽ cố gắng hơn nữa. Còn khi mà đạt được chức quán quân danh ca vọng cổ mùa 2 này thì sẽ là một cái bệ phóng
để cái sức trẻ của con để tiếp nối nghề. Dạ. Cảm ơn con. Ngã Thu hôm nay cũng rất là đẹp trong phục trang của cô Sơn Ca. Rồi với cái mơ ước của em sau khi đạt chức quán quân thì em sẽ mơ ước gì cho cái ngành nghề của chúng ta? Dạ, con xin cảm ơn thời gian qua huấn luyện viên Thọ Mỹ đã cực khổ, đã chỉ dạy con rất nhiều, và anh Kim Tứ Long và chị Hai Thanh Hằng và cũng như lời góp ý của cô chú đã góp ý cho con. Đó là những bài học rất là quý. Cho dù sau này như thế nào, đã đi theo con đường này rồi thì ai cũng có một cái ước mơ, có một cái niềm cháy bỏng. Và giống như má giàu nói, cho dù ca cho đến chết trên sân khấu con cũng vẫn vậy. Con cảm ơn tổ nghiệp đã lúc nào cũng ở bên con. Hoan hô các em, các cháu đã có cái sự đam mê cũng như ước mơ là dấn thân trên con đường nghệ thuật của chúng ta để tiếp nối truyền thống của các bậc cha anh đã truyền lại cho chúng ta. Dạ, cảm ơn giám khảo Chí Tâm đã làm cho đêm thi chung kết của chúng ta ở phần cuối cùng này sinh động hơn rất nhiều với phần thi ứng xử vừa rồi. Và bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn ạ. Đêm nay là đêm chung kết đường đến danh ca vọng cổ mùa 2. 30 em thí sinh dự thi sàng lọc lại, đêm nay chỉ còn 3 em. 3 em hay nhất, giỏi nhất, có khả năng ca hát nhất đã được Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Thanh Hằng tuyển chọn. Dù rằng đêm nay em nào được quán quân hay là á quân giải ba cũng đều xứng đáng. Vì đến đây rồi ba em là xứng đáng, ngang tầm nhau. Nhưng cuộc chơi phải có thứ tự nhất, nhì, ba. Vì thế cho nên các em đừng lấy cái ba hay cái nhì đó buồn. Vui, vui là được. Đêm nay được gặp tất cả các chị em, anh chị em nghệ sĩ lớn ở đây và ngồi tâm sự, chuyện trò, góp ý, nói về nghề mà các em yêu thích. Mong rằng đêm nay sau khi giải thưởng đã có chủ quán quân, á quân hạng ba rồi, các em về một đêm ngủ thật là ngon, thật là hạnh phúc. Và nhớ rằng yêu nghề, tạo mọi điều kiện làm nghề. Cảm ơn giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn. Cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của các vị giám khảo Bích Ngọc, chị Ngọc Huyền, Nhã Thi. Thực sự chị mới là người may mắn nhất, bởi vì Vân không thi gì cả mà Vân vẫn trụ lại đến đêm cuối cùng. Không ai dám chấm rớt. Thưa quý vị, trong đêm nay thì ba thí sinh của chúng ta đã mang đến những tiết mục rất xuất sắc, được dàn dựng công phu. Các bạn đều rất nỗ lực để chinh phục vai diễn mà huấn luyện viên của mình giao cho. Hiện nay, điểm số của các bạn đang ngang bằng nhau, chứng tỏ là ban giám khảo đánh giá thực lực của các bạn cũng ngang tài ngang sức. Điểm số hiện tại của Bích Ngọc đang có điểm tổng cho đến thời điểm hiện tại là 19 điểm. Và dấu điểm của nghệ sĩ Chí Tâm, Nhã Thi cũng giữ số điểm bằng với Bích Ngọc và còn dấu lại số điểm của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Và với chị Ngọc Huyền thì bạn ấy vẫn còn chờ đợi điểm số từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn. Với ba số điểm bằng nhau như vậy thì đương nhiên sau khi bật mí số điểm còn dấu lại của vị giám khảo cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ biết được số điểm cao nhất thuộc về thí sinh nào. Nếu như quý vị khán giả theo dõi chương trình từ đầu đến giờ thì Vân tin rằng là quý vị khán giả cũng đã có những quán quân của riêng mình. Nhưng mà với chương trình thì quán quân sẽ phải là người hội đủ tất cả những yếu tố mà ban huấn luyện và ban giám khảo kỳ vọng, cũng như nhận được số điểm là sự lựa chọn công bằng và đồng thuận từ các vị giám khảo của chúng ta. Quý vị khán giả sẵn sàng chưa ạ? Nhã Thi, Trịnh Ngọc Huyền và Bích Ngọc, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng đợi chờ số điểm từ phòng máy ngay bây giờ.
Thưa quý vị khán giả, chúng ta đã thấy được số điểm cuối cùng. Trịnh Ngọc Huyền thí sinh giữ số điểm cao nhất với tổng điểm là 29, chính là quán quân của đường đến danh ca vòng cổ mùa thứ hai. Như vậy á quân chính là Nhã Thi với số điểm 28,5, và Bích Ngọc nhận giải ba của chương trình với số điểm là 28 điểm. Và xin mời tất cả các huấn luyện viên lên sân khấu cùng với các thí sinh của đội mình. Chúng ta đã có được kết quả cuối cùng và ngay bây giờ sẽ là giây phút trao giải. Đầu tiên hãy cùng trao giải ba cho thí sinh Bích Ngọc của đội huấn luyện viên Thanh Hằng, và xin được mời giám khảo nghệ sĩ Chí Tâm sẽ lên sân khấu ạ. Mời nghệ sĩ Chí Tâm sẽ trao giải ba cho Bích Ngọc. Tất cả sự nỗ lực, sự cống hiến của Bích Ngọc. Đã được ghi nhận và Bích Ngọc là thí sinh đoạt giải ba của chương trình năm nay. Giải ba trị giá 50 triệu đồng đang được trao bởi giám khảo nghệ sĩ Chí Tâm dành cho Bích Ngọc. Cảm ơn Bích Ngọc và xin chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với giây phút trao giải á quân dành cho Nhã Thi. Chúc mừng Nhã Thi và xin trân trọng kính mời lên sân khấu nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuấn. Giải á quân trị giá 100 triệu đồng. Đây là phần thưởng dành cho Nhã Thi với những vai diễn ấn tượng tại chương trình Đường đến danh ca vọng cổ mùa thứ hai, một thành viên tài năng xinh đẹp của đội huấn luyện viên Thoại Mỹ. Nhã Thi chính là á quân của Đường đến danh ca vọng cổ mùa thứ hai. Xin chúc mừng Nhã Thi. Và bây giờ thưa quý vị, giây phút quan trọng nhất, chúng ta sẽ cùng vinh danh ngôi vị quán quân của chương trình. Và xin trân trọng kính mời giám khảo nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng quan trọng nhất cho Trịnh Ngọc Huyền. Cô gái nhỏ bé đầy nghị lực của huấn luyện viên Kim Tử Long đã chạm tay vào ước mơ của mình, đó là ngôi vị quán quân của đường đến danh ca vọng cổ mùa thứ hai. Và giải thưởng dành cho quán quân của chúng ta trị giá 200 triệu đồng. Thưa quý vị, như vậy là những ngôi vị cao nhất đã được trao. Xin cảm ơn ban giám khảo, xin cảm ơn các vị huấn luyện viên, xin chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn tất cả những đơn vị, những cá nhân, những bộ phận và tất cả ekip đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt mùa giải thứ hai này. Đặc biệt là gửi lời tri ân đến tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi thực sự mong muốn rằng những chương trình chân chính và chỉnh chu như thế này sẽ tiếp tục được thực hiện. Và nếu như thực sự có mong muốn như vậy thì chúng tôi rất là cần sự cổ vũ từ tất cả quý vị khán giả. Và nếu quý vị mong muốn trở thành thí sinh của chương trình, hãy đăng ký ngay đi ạ. Chúng ta hãy truy cập vào trang web www.đườngđếnđanhcavongco.com hoặc là vào fanpage của chương trình mang tên Đường đến danh ca vọng cổ để có thể trở thành thí sinh của mùa giải tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị vì sự ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng tân quán quân của đường đến danh ca vòng cổ mùa thứ hai, Trịnh Ngọc Huyền. Cảm ơn tất cả quý vị. Đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại tại đường đến danh ca vòng cổ mùa sau. Không phải nhỏ.